mọi người và xin chào mọi người đã quay trở lại với cái vlog mới này của mình. Và cái video này được quay trong lúc mà các bạn đang xem bóng đá. Và nếu như đây là lần đầu các bạn đến với channel của mình thì mình xin giới thiệu, mình tên là Đạt. Mình làm video về thời trang và những cái thứ có ích cho cuộc sống mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Và nếu như bạn là một người mới đến với channel của mình thì các bạn có thể bấm vào nút subscribe bên phía dưới. Và bên cạnh nút subscribe thì có dấu chuông, các bạn nhấn vào bấm vào cái dấu chuông đó để nhận được thông báo mỗi khi mình up video mới lên. Và như các bạn đã đọc ở tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho mọi người về 5 cái tip mà các bạn có thể giặt đồ giúp quần áo các bạn sẽ luôn mới hơn. Và trước khi bắt đầu cái video này thì mình sẽ unboxing cho mọi người một cái sản phẩm của một cái local brand mà mình đã từng làm một cái video riêng rồi. Đó là cái local brand là X5. Và thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ mới của X5 mà họ mới release. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ trên tay và unboxing cho các bạn xem luôn về cái sản phẩm này. Và nếu mọi người có tò mò xem bên trong cái này đó là cái gì thì một lát nữa mình và các bạn sẽ cùng đi sâu hơn về cái sản phẩm ở bên trong chiếc box hộp này. Về cái thiết kế của cái box hộp này thì các bạn có thể thấy là họ đóng gói cực kỳ là chất. Mình thực sự là không ít khi mà đi mua đồ quần áo mà được đựng ở trong một cái hộp. Chúng ta sẽ có một cái hình màu đỏ là logo của X5, bên phải sẽ là một cái chữ X5 và đây sẽ là những cái ghi như là Việt Nam Streetwear Brand Base in Saigon và xin năm 2015. Ở bên này sẽ còn một cái logo của X5 nữa mà họ đã, nếu như mình không nhầm thì là cái logo này và cái logo này thì họ cũng đều may là đều gắn ở trên cái tag của họ. Và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng mở ra xem bên trong này là cái gì. Thực ra là mở ra bên trong chúng ta sẽ có một cái giấy gói như này, một cái miếng thác bình thường có cái câu châm ngôn là thank you của X5. Nếu như mình không nhầm là cái thẻ này, cái thác này, cái miếng này nó có xịt nước hoa vào, cho nên là mình ngửi nó rất là thơm, nó có một cái mùi nước hoa nó khá là nam tính. Ở đây thì nó sẽ có một cái miếng tag dài khoảng tầm 10cm, sẽ có in được cái logo X5 graffiti ở đằng sau và đằng trước sẽ in như là những cái nó khá là giống ở trên bóc hộp thôi. Thực sự là cái mùi này nó rất là thơm, cái mùi này nó khá là giống với cả một cái mùi, nó là một cái tông mùi gỗ, một cái tông mùi amber. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi vào cái phần chính của cái hộp bóc hộp này, đó chính là một cái gói bên trong có sản phẩm. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở nó ra. Bên trong chúng ta sẽ có một cái giấy gói như này thôi và một cái như này thôi, không có gì cả. Bây giờ mình sẽ tạm thời để cái chiếc hộp này sang một bên. Và đây sẽ có một cái giấy gói và chắc là xem ở đây rồi các bạn cũng đã biết đó là cái gì rồi đúng không? Đó là một chiếc áo của X5, mình sẽ bóc nó ra. Và cái hình túi của này sẽ là một cái hình túi là nhám mờ, cho nên là khi mà các bạn ấn như này thì các bạn sẽ nhìn rõ được bên trong nó là cái hình áo gì. Về cách đóng gói này thì nó khá là đơn giản của X5 cũng như là các local brand khác thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong cái áo này nó sẽ như thế nào. Về cái thiết kế như là cái form áo của sản phẩm thì mình cũng đã show qua cho mọi người xem rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái áo là form áo là oversize. Về cảm nhận của mình về cái chất liệu vải này, nó là một chất liệu vải là 100% là cotton. Và mình thấy là cái bản chất của cotton là nó sẽ mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Và cái áo của X5 này nó làm được cái điều đó. Về cái thiết kế của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là ở mặt trước chúng ta sẽ có một chữ, nó rất là đơn giản thôi. Về cái tông màu chủ đạo trên chiếc áo này, như các bạn có thể thấy qua là một cái tông màu chủ đạo là bao gồm là 3 màu, là màu đen, màu đỏ và một cái màu ở đây là màu như là màu kiểu màu xanh min nhưng mà nó đậm một chút. Cổ áo này thì may bằng chun nhưng mà may theo cái kiểu xích móc, cho nên là các bạn yên tâm là cái cổ áo này nó cũng khó có thể mà giãn được cổ. Và về cái tác sản phẩm thì mình đã vừa nói với các bạn rồi là nó khá là giống với cả cái ở trên box hộp, là bao gồm là một cái tag bằng nhựa như này, một cái tag giấy của logo của X5 và một cái tag. Cái tag này nó sẽ là một cái tag để các bạn có thể thận trọng hơn khi mà các bạn bảo quản áo. Với dưới chúng ta sẽ có một cái tag nữa cũng ghi những cái chú thích hiện như vậy thôi, và nó may ở bên sườn trái của cái chiếc áo. Cái hình in của cái áo này thì các bạn có thể thấy là ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là Warrior. Thì Warrior mình dịch ra đây là những cái dòng chữ như gọi là chiến binh. Ở mặt sau thì nó sẽ có một cái hình rất là to. Theo như mình tìm hiểu thì đây là một cái áo t-shirt có in cái hình, nó gọi là một kiểu như là một cái trong cái cuộc thủy chiến về lịch sử của Việt Nam. Mà ở bên trái sẽ in cái chữ X5, ở bên phải sẽ là in những cái như là Special Tactics cùng với cả những cái khác. Ở ngay chính giữa của cái áo sẽ là hai cái con mắt của những cái vị vua ở trong cái cuộc thủy chiến đó. Và một cái điều mà mình thực sự rất là thích ở chiếc áo này là ở cái phần bên dưới bên trái của cái hình ấy là các bạn sẽ được in một cái logo của X5. Cái logo này mình thực sự rất là thích bởi vì là nó bé thôi, nhưng mà các bạn nhìn kỹ vào ấy, các bạn có thể thấy là X5 này luôn để những cái detail của họ vào những cái hình này thực sự rất là khéo léo. Và cá nhân tổng quan của mình về chiếc áo Warrior của X5 này là mình thấy là nó rất là đẹp, với cái tông màu chủ đạo là bao gồm là màu đỏ cũng như là một cái màu xanh min. Mình không biết là các bạn nhà, nhưng mình thực sự là đối với mình ấy thì mình cảm nhận được là các bạn đa số là các bạn
khá là thích cái màu xanh min. Và cái màu này nó là màu xanh min nhưng mà nó đậm hơn một chút, cho nên là màu xanh min là màu. Và nếu như các bạn không biết là cái áo này được release và mở bán chỉ trong 2 giờ đã sold out toàn bộ những cái sản phẩm về cái chiếc áo Warrior này rồi. Và link chi tiết của chiếc áo Warrior này cũng như là về X-File thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể click vào đó để biết thêm về áo Warrior cũng như là X-File luôn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào cái phần tiếp theo của cái video này, là cách các bạn có thể giặt quần áo cũng như là giữ quần áo được luôn mới. Và cái điều đầu tiên là khi mà các bạn giặt quần áo á, thì các bạn thực sự là nên cân nhắc giúp mình là các bạn nên giặt quần áo và chia quần áo theo màu. Ở đây là mình sẽ chia chung chung hai màu, bao gồm là màu sáng và màu tối. Thì màu sáng thì nó sẽ gồm là những cái quần áo bao gồm những cái màu như là màu trắng này, màu xám sáng này, màu kem này. Thì đấy là những cái màu quần áo mà mình thường hay sử dụng và có trong cái tủ đồ của mình. Và đây là một nguyên tắc mà bất kỳ ai muốn giữ cái quần áo của mình nó luôn sạch, luôn mới thì nên phải cân nhắc về cái nguyên tắc này. Và cái điều thứ hai mà các bạn nên tuân thủ theo đó chính là khi mà các bạn giặt quần áo á, thì các bạn nên lộn trái cái sản phẩm ra. Ở đây thì mình sẽ lấy luôn tạm cái áo của X-File mình vừa unboxing vừa rồi, mình sẽ làm từ ví dụ cho mọi người. Ví dụ khi mà các bạn mặc nhá, thì các bạn thường là sẽ mặc cái hình ra ngoài đúng không? Thì khi mà các bạn giặt định thì các bạn nên lộn trái cái sản phẩm lại, nghĩa là các bạn hãy lộn áo sang như này. Bạn hãy lộn áo như này. Các bạn hãy lộn áo quay vào trong như này. Và để nó có thể giảm bớt được cái sự cọ sát giữa cái hình này cùng với cả những quần áo khác, nó sẽ làm cho áo của bạn sẽ được bền hơn. Và mình không biết là ở Việt Nam thì các bạn có dùng túi thắt đồ hay không, nhưng mà mình thì mình thường dùng túi thắt đồ. Để mà nói theo một cái cách thuần Việt hơn á, là nó là một cái lưới thắt đồ. Và về cái lưới thắt đồ này nó là một cái túi rất là nhỏ như này thôi, để có thể đựng được những cái bộ quần áo của các bạn vào. Và nó là bằng một cái chất liệu vải dệt thưa, cho nên là các bạn có thể giặt chung nó với cả bên trong của túi giặt luôn, là nó sẽ giúp cho các bạn giảm được cái sự cọ sát giữa những cái áo vào với nhau này. Và nó sẽ làm giảm bớt được cái sự cọ sát giữa cái áo này với cả cái lồng của máy giặt. Và cái điều số 3 là khi mà các bạn giặt đồ thì các bạn nên giặt bằng nước lạnh. Không biết là đối với cả cái máy giặt của các bạn như nào, nhưng mà đối với cái máy giặt của mình, mức nhiệt độ thấp nhất của cái máy giặt của mình ấy là 30 độ, cho nên là chính vì vậy nên mình sẽ sử dụng cái mức thấp nhất luôn. Và mình khuyên mọi người, nếu như mà máy giặt của các bạn có thể nó sẽ là thấp hơn một chút, thì như là 20 độ, thì các bạn có thể sử dụng luôn cả cái nước 20 độ này. Vì khi mà các bạn giặt đồ có nước lạnh á, là nó sẽ làm cho áo của các bạn không bị rão này, và nó sẽ giữ cho cái màu áo của các bạn được luôn mới. Bởi vì là khi mà các bạn giặt nước nóng á, thì là nó thực sự là sẽ làm áo của bạn cũ rất là nhanh. Và về một cái điều mà cá nhân mình thôi, không phải theo một cái lý thuyết hay là như nào, mà khi mà các bạn giặt đồ ấy, thì máy giặt của các bạn sẽ có một cái chế độ là chế độ vắt quần áo. Và thì đối với một số người là họ không dùng cái chế độ này vì họ sợ là hỏng quần áo hay là rã quần áo như nào. Nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình khuyên mọi người là nên dùng cái chế độ này. Và mọi người có thể để cái chế độ vắt quần áo ở cái mức thấp nhất của mình là 600 vòng vắt. Có nghĩa là cái máy giặt của các bạn sẽ quay như này trong 600 lần, và nó sẽ làm cho áo các bạn sẽ khô được đi một chút. Và điều này thì sẽ khiến cho các bạn khi mà các bạn phơi quần áo ấy nó được dễ hơn. Cái điều thứ tư là cái lượng bột giặt cũng như là cái lượng bột dầu xả thì các bạn nên cho một cái lượng vừa đủ thôi. Thì cái điều này mình nghĩ là mọi người nên đọc cái máy giặt của các bạn xem là giặt được bao nhiêu cân, rồi các bạn hãy đọc cái bột giặt xem là nó sẽ đối với một cân của máy giặt, đối với những cái cân, lượng cân của máy giặt thì các bạn nên cho bao nhiêu cup. Ở đây thì máy giặt của mình, khi mà mình cho đầy đủ quần áo một cái lồng giặt rồi thì mình thường là mình sẽ đổ một cup bột giặt cũng như là đổ một cup dầu xả để nó có thể là vừa đủ cho cái lượng quần áo. Các bạn lưu ý là không nên đổ quá nhiều. Các bạn thường nghĩ là đổ quá nhiều nó sẽ sạch hơn, nhưng mà thực sự là đổ quá nhiều ấy nó sẽ làm cho áo của các bạn bạc màu rất là nhanh, vì nó có rất là nhiều cái chất tẩy rửa, chất tẩy bẩn quần áo, cho nên là nó sẽ, các bạn nên cân nhắc về cái vấn đề này. Đối với một số bạn ấy, khi mà giặt quần áo thì thường là không dùng dầu xả, nhưng mà mình khuyên mọi người là nên dùng dầu xả, bởi vì là nó sẽ làm cho quần áo các bạn sẽ rất là thơm, vì là cái mùi của cái nước giặt quần áo ấy nó thực sự rất là kinh, vì là nó có chất tẩy rửa, nó mới có thể làm cho cái quần áo các bạn sạch hơn. Cho nên là mình khuyên là các bạn nên dùng một chút dầu xả nữa để có thể cho vào để nó làm cho áo các bạn thơm hơn. Và cái điều số 5 là sau khi mà các bạn giặt quần áo xong thì các bạn sẽ phải phơi quần áo đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách mà mình thường treo quần áo. Và mình sẽ lại lấy ví dụ luôn là khi mà các bạn giặt áo xong ấy thì là áo sẽ như này. Vì là khi mà chúng ta giặt ấy thì ngoài lộn vào trái rồi thì bây giờ các bạn sẽ lộn ra như này. Khi mà còn giặt quần áo xong ấy thì thường là quần áo sẽ rất là nhầu. Mình sẽ dùng một cái động tác, đó chính là rũ quần áo như này để cho áo các bạn sẽ nó sẽ là thẳng quần áo ra. Các bạn có thể rũ được khoảng 2-3 lần cũng được, không ảnh hưởng gì về cái rũ này quá nhiều. Và thì bạn hãy treo từ bên dưới của áo như này để thì nó tránh được cái hiện tượng giáp cổ áo. Các bạn hãy treo như này cho mình, rồi các bạn hãy chỉnh. Và các bạn hãy treo lên móc như này. Không biết là có bạn nào như mình không, nhưng mà trước thì mình thường treo quần áo kiểu lười ấy. Thì mình về mình phát nha. Thì mình về một phát là mình cho vào áo, cho quần áo vào từ cổ ngay luôn này. Xong rồi mình như này, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là cái cổ áo của các bạn này nè,
nó giãn ra cực kỳ nhanh, bởi vì là khi mà các bạn giằng như này này, giằng như này thì là bạn sẽ phải kéo cái cổ áo này ra, đồng nghĩa với việc là cái quần áo của bạn sẽ giãn. Và khi mà các bạn treo quần áo xong rồi thì mình khuyên mọi người là chỉ nên treo quần áo dưới nắng từ 30 đến 1 tiếng để cho quần áo được thơm. Còn sau đó thì mình sẽ treo nhiệt độ phòng, mình sẽ treo ở nơi nó ít nắng hoặc là nắng nó nhẹ hơn, và để cho áo các bạn sẽ không bị bạc màu, cũng như là cái hygiene là sẽ không bị hỏng. Và như vậy là mình cũng đã chỉ cho các bạn xong 5 tip về giặt quần áo và giữ quần áo luôn mới rồi. Và các bạn nhớ là đừng quên follow Instagram của mình, bởi vì là ở trên Instagram ấy là mình thường up với những cái story về đời sống, cũng như là up với những cái bộ outfit mà mình của những cái hãng local brand khác, và các bạn có thể vào đó để tham khảo thêm. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Oh! Việt Nam vừa vào mọi người ơi. Và xin chào và hẹn các bạn tất cả các bạn ở những video sau. Bây giờ thì mình sẽ xem bóng đá đây. Peace.